Xin kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh thân mến. Chúng tôi rất vui khi có được cơ hội giới thiệu Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành Đài Loan đến với tất cả mọi người. Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành có vị trí tọa lạc tại quận Trung Lịch, thành phố Đào Viên. Khi các em học sinh đáp máy bay đến Đài Loan du học, thì chính nơi đây, sân bay quốc tế Đào Viên là nơi đón chào chúng ta. Hơn 50 năm qua, Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành đã đào tạo ra nhiều thế hệ trẻ cả về mặt học thuật lẫn đạo đức, đồng thời đào tạo ra vô số nhân tài ưu tú, tiếp thêm sức mạnh và sự tâm huyết vô tận để phát triển toàn diện về mọi mặt. Hiện tại, Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành thiết lập tất cả gồm 4 học viện như Viện Công trình Kỹ thuật Điện, Điện tử, Viện Công trình Kiến trúc và Xây dựng, Viện Kinh tế và Quản lý Thương mại, Viện Thiết kế và Quản lý Nhân sinh, 17 khoa, một chương trình song ngành tích hợp và 12 lớp thạc sĩ. Khoa Công trình Kỹ thuật Điện tử tập trung đào tạo vào 3 lĩnh vực chủ đạo, đó là lĩnh vực điện tử, kỹ thuật năng lượng xanh thông minh và kỹ thuật Internet vạn vật. Khoa Công trình Kỹ thuật Điện cơ phối hợp với chính sách sản xuất quang điện mặt trời của chính phủ, cho dồi lực lượng chuyên gia lĩnh vực kỹ thuật điện cơ thực tế. Theo nhu cầu của các ngành nghề liên quan, khoa công nghệ thông tin cho dù những người kỹ sư công nghệ thông tin có được sự kết nối liền mạch với nhu cầu của các doanh nghiệp. Học viện Công trình Kiến trúc và Xây dựng được thành lập vào năm 2003, hiện có các khoa chuyên ngành như khoa kỹ thuật cơ khí, khoa công trình kiến trúc và xây dựng, khoa ứng dụng thông tin không gian, khoa kỹ thuật ô tô và khoa kỹ thuật sản xuất vật liệu. Để đáp ứng xu thế phát triển và sự đổi mới của công nghệ kỹ thuật, khoa kỹ thuật cơ khí đào tạo cho sinh viên có kỹ năng kỹ thuật cơ khí chuyên môn, phát huy được khả năng thực hành và lập kế hoạch. Khoa công trình kiến trúc và xây dựng thiết lập thêm lớp thạc sĩ về công nghệ thông tin và phòng chống thiên tai, cho dồi khả năng chuyên môn của sinh viên để giải quyết các vấn đề liên quan đến hạ tầng công trình xây dựng. Khoa ứng dụng thông tin không gian đáp ứng nhu cầu, mục tiêu trong lĩnh vực thông tin không gian của Đài Loan. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ ô tô, khoa kỹ thuật ô tô truyền đạt và giảng dạy cho sinh viên về khả năng lập kế hoạch tích hợp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ ô tô. Viện Kinh tế và Quản lý Thương mại được thành lập vào năm 2003, hiện tại có các khoa chuyên ngành sau: khoa quản trị marketing và kênh phân phối, khoa quản lý công nghiệp, khoa quản trị kinh doanh, khoa quản lý thông tin và khoa tài chính ngân hàng. Khoa quản trị marketing và kênh phân phối được xây dựng với 4 phương hướng phát triển chủ đạo: thực hành lập kế hoạch tiếp thị, quản lý và kinh doanh cửa hàng, quản lý dịch vụ phân phối và tiếp thị thể thao, nhằm đào tạo cho sinh viên có nền tảng về lý thuyết lẫn thực hành trong lĩnh vực quản lý lưu thông và tiếp thị. Khoa quản lý công nghiệp đào tạo sinh viên có cho mình năng lực về công nghệ quản lý kỹ thuật và thông tin, quản lý lưu trình hệ thống, thu thập dữ liệu, tích hợp phân tích báo cáo. Khoa quản trị kinh doanh đào tạo sinh viên trở thành những tài năng quản lý doanh nghiệp, có tư duy khởi nghiệp, khả năng làm việc nhóm và kinh nghiệm thực tế. Khoa quản lý thông tin đào tạo cho sinh viên có nền tảng kiến thức chuyên môn về quản lý thông tin và ứng dụng đa phương tiện. Khoa tài chính ngân hàng nhằm đào tạo cho sinh viên các năng lực chuyên môn như phân tích quyết sách đầu tư tài chính, quản lý tài sản, thực hành vận hành sản phẩm tài chính và diễn giải các xu hướng tài chính quốc tế. Viện Thiết kế và Quản lý Nhân sinh được thành lập vào năm 2016 và hiện có các khoa chuyên ngành như khoa quản trị kinh doanh quốc tế, khoa ứng dụng ngoại ngữ, khoa quản lý và thiết kế nội thất, khoa quản lý nhà hàng và khách sạn, khoa thiết kế đa phương tiện. Khoa quản trị kinh doanh quốc tế đào tạo cho sinh viên về các kỹ năng như lý luận nơi làm việc, kỹ năng thông tin, kỹ năng ngôn ngữ, tiếp thị quốc tế và quản lý kinh doanh giải trí, dịch vụ hàng không quốc tế, quản lý kế hoạch tiếp thị. Khoa ứng dụng ngoại ngữ gồm nhóm tiếng Anh, nhóm tiếng Nhật, Hàn, chú trọng đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ và bồi dưỡng sinh viên thực hành ngoại ngữ chuyên sâu. Khoa quản lý và thiết kế nội thất đào tạo sinh viên có được kỹ năng chuyên môn giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý tài sản và thiết kế, xây dựng không gian thi công. Khoa quản lý nhà hàng khách sạn có 11 phòng học thực nghiệm chuyên nghiệp, bao gồm lớp học thực hành nấu ăn tổng hợp, lớp học món điểm tâm Trung Hoa và phương Tây, lớp học pha chế đồ uống, lớp thực hành quản lý buồng, phòng. Khoa thiết kế đa phương tiện lấy các lĩnh vực sau để làm phương hướng phát triển chủ đạo: sáng tạo hiệu ứng âm thanh nhạc số và tạo video kỹ thuật số, nhằm đào tạo cho sinh viên được trang bị các kỹ năng thiết kế cơ bản, tư duy và thiết kế sáng tạo, thẩm mỹ văn hóa. Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành cũng đã tích cực phát triển đội bóng rổ của trường, giành nhiều chức vô địch tại các cuộc thi của các trường đại học tại Đài Loan tổ chức và trở thành một trong những đội bóng rổ mạnh nhất Đài Loan. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy mạnh mẽ ngành thể thao điện tử, hợp tác với các công ty thể thao điện tử chuyên nghiệp hạng nhất của Đài Loan, thành lập các đội trường thể thao điện tử.
Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành không ngừng xây dựng thêm ký túc xá sinh viên, đổi mới trang thiết bị giảng dạy, mời các học giả chuyên gia xuất sắc tham gia, không khí các hoạt động trong trường sôi nổi và phát triển, tạo ra một kỷ nguyên mới hùng mạnh, một trường đại học khoa học kỹ thuật chất lượng cao. Chúng tôi mong được gặp các em tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Kiện Hành trong thời gian sớm nhất.